Thứ đen trắng đẹp đẽ đang tiến về phía bạn là gì vậy nhỉ? Đó là một con cá kình đấy, và nó sẽ nhai bạn như một món ăn vặt ít ỏi nếu bạn không mau chóng tránh đường. Cá kình còn được gọi là cá voi sát thủ. Và không thể khác, khi chúng là loài săn mồi đứng đầu dưới đại dương, đồng nghĩa với việc chúng là loài săn mồi lớn và kinh khủng nhất, không có kẻ thù tự nhiên. Đúng vậy, ngay cả cá mập cũng không thể so sánh với chúng. Khi đói, cá kình có thể dễ dàng nhảy lên khỏi mặt nước để bắt chim ngay trên không, hay thậm chí lên bờ và bất ngờ tấn công động vật trên cạn gần mặt nước. Chúng được biết đến là sẽ săn nai và hươu như thế. Yoshamu. Tuy nhiên, cá trê còn làm được hơn thế. Chúng bò trên cạn, cong lưng rồi xà xuống con mồi mất cảnh giác. Tôi chắc chắn không nghi ngờ rằng mình có thể bị một con cá ăn thịt khi đang đi dạo trong rừng. Loài cá này sống ở đầm lầy châu Phi. Khi dưới nước không đủ thức ăn, chúng sẽ lùng sục trên cạn. Rất may, chúng không đủ lớn để ăn những thứ gì to hơn sâu bọ và loài gặm nhấm nhỏ. Nhưng quá trình tiến hóa rất khó hiểu, vậy nên ai mà biết được chúng sẽ phát triển đến mức nào trong tương lai. Cá thòi lòi về cơ bản có thể đi khỏi nước trên những chiếc vây chuyên dụng của chúng để tìm một bữa ăn nhẹ trên đất liền. Sau đó, chúng sẽ tiếp tục nhảy qua bùn và đi kiếm thêm thức ăn. Mặc dù về mặt kỹ thuật đây là một loài cá, nhưng sự thật là chúng có thể bị chết đuối nếu ở dưới nước quá lâu. Hãy tưởng tượng bạn đang nằm trên bãi biển và nhìn thấy một con cá trèo lên khỏi mặt nước, duỗi vây đuôi ra, rồi đi đâu đó và không quay trở lại. Đó là loài cá rô đấy. Những sinh vật này có thể chuyển việc hít thở bằng mang sang bằng phổi và sống tới 6 ngày mà không cần trở xuống nước. Và tất nhiên, chúng cần thức ăn. Vì vậy, chúng cũng săn côn trùng trên đất liền, còn nơi nào khác nữa chứ? Ngoài ra, chúng còn có một đặc điểm khó chịu khác, đó là khi một con chim hoặc con vật nào đó cố gắng ăn chúng, thì chúng sẽ duỗi mang ra, chặn đường dẫn khí của kẻ săn mồi. Lúc đó có thể nói là hai bên đều thua. Một loài cá da trơn sống dưới sông Tarn ở Pháp thích nghi với việc săn chim bồ câu ở dọc bờ sông. Cá da trơn được biết là sẽ phát triển đến một kích thước khổng lồ nếu không có gì cản trở. Nhưng thật thú vị khi chỉ có những con cỡ trung bình mới kiếm thức ăn trên đất liền vì một lý do nào đó. Có thể là vì những con lớn không thể đến đủ gần và quay trở xuống nước cùng với con mồi. Tuy nhiên lạ hơn là không có loài cá da trơn nào khác được biết đến với kiểu săn mồi này cả. Săn mồi trên đất liền không nhất thiết có nghĩa là thực sự phải đi đến đó. Cá mang rổ đã tiến hóa một cách khéo léo để bắt được con mồi, chủ yếu là côn trùng, mà nó còn không cần xuất hiện. Chúng chỉ cần bắn con mồi bằng một dòng nước. Một con ruồi đang đậu yên bình trên cành cây phía trên mặt ao, thậm chí sẽ không biết được những thứ gì đã bắn vào nó, sau đó bị nhấn xuống nước rồi dĩ nhiên là bị ăn chứ gì nữa. Nếu cá rồng bạc ở Nam Mỹ lớn bằng cá mập chẳng hạn, thì tất cả chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Loài cá độc đáo này có thể nhảy ra khỏi mặt nước một đoạn gấp 2 lần chiều dài cơ thể để bắt mồi. Và chúng làm việc này nhanh đến mức ngay cả những con rắn cũng không có cơ hội thoát khỏi hàm răng của chúng. Trên thực tế, chúng thích ăn những con vật sống trên cạn đến mức chúng không chú ý đến những con cá khác, đặc biệt là những con bơi thấp hơn chúng. Và bây giờ là một nỗi kinh hoàng đây. Cá mập báo. Một trong những loài săn mồi hung dữ nhất đại dương cũng có thể săn động vật trên cạn. Chúng không lên bờ. Thỉnh thoảng chúng ăn những con chim di cư bay qua lãnh thổ của chúng và chúng không cần phải nhảy ra khỏi nước để làm điều đó. Những con chim như gõ kiến hay sáo Bắc Mỹ bị lóa mắt và bối rối bởi ánh đèn từ giàn khoan dầu vào ban đêm sẽ rơi xuống nước. Cá mập sẽ vui mừng đón lấy chúng như là một bữa ăn nhẹ nhàng. Vậy nên, không cần phải lo lắng về việc cá mập hổ rình rập trên bờ đâu. Cá hổ châu Phi sẽ ăn bất cứ thứ gì chúng tìm thấy. Với kích thước và hàm răng quái dị như vậy, bạn có thể tưởng tượng được chúng sẽ tìm thấy rất nhiều thức ăn. Loài này chủ yếu ăn các loài cá khác, nhưng khi thức ăn khan hiếm, chúng có thể nhảy ra khỏi nước và bắt côn trùng hoặc chim nhỏ ngay trên đường bay. Dĩ nhiên, cá hổ không lớn đến mức chúng phải ăn thịt người, nhưng cái tên của chúng sẽ cảnh báo bạn rằng chúng có thể dễ dàng cắn một miếng thịt ở cánh tay hoặc chân bạn đó. Hãy gặp gỡ loài hóa thạch sống, cá phổi nhé! Chúng đã tồn tại khoảng 400 triệu năm và chỉ thay đổi chút ít thôi. Có một số loài cá phổi khác nhau và chúng sống ở những nơi riêng biệt trên thế giới. Tuy nhiên, chúng có một điểm chung có thể bạn đã đoán được. Tai à? Không, là phổi đấy. Cá phổi có thể thở dưới nước bằng mang, đồng thời bò lên đất liền và làm những việc chúng phải làm trong nhiều ngày liên tục. Tất nhiên, chúng có thể ăn động vật trên cạn. Trên thực tế, cá phổi là loài ăn tạp,
có nghĩa là chúng ăn mọi thứ từ côn trùng hay các loài cá khác đến rễ cây và thực vật. Cá rắn, đúng như tên gọi, trông rất giống một con rắn, nhưng chúng có một đặc điểm rất đặc biệt, đó là chúng có thể đi trên vây. Nhờ đặc tính này, chúng dễ dàng bò từ vùng nước này sang vùng nước khác để chọn môi trường sống theo ý thích. Trên đường đi, cá rắn có thể bị đói, chắc chắn rồi, nên chúng thường ăn những con chim nhỏ hay loài gặm nhấm. Chúng có thể phát triển khá hơn và săn cả những động vật lớn hơn thế. Còn gì lạ hơn việc đi bộ trong rừng và đột nhiên nhìn thấy một con cá to nhiều răng đang rình rập một con thỏ cơ chứ? Cũng như những loài khác trong danh sách này, cá bốn mắt ăn những sinh vật nhỏ trên đất liền, chẳng hạn như côn trùng hay động vật lưỡng cư. Nhưng thật ra, đây không phải là đặc điểm thú vị nhất của loài này. Tên của chúng đánh lừa chúng ta. Loài này chỉ có hai mắt thôi, nhưng mỗi mắt được chia thành hai phần. Vì cá bốn mắt sống gần mặt nước, nên phần trên của mắt được điều chỉnh một cách đặc biệt để nhìn được trong không khí, trong khi phần dưới nhìn rõ hơn khi ở dưới nước. Tôi tự hỏi cảm giác đó có giống như khi tôi bị nước chảy vào mắt không? Chắc không đâu nhỉ. Cá hồi vân có thể là loài săn mồi trên cạn, cũng có thể không. Mặc dù chế độ ăn chính của chúng là trứng cá và động vật giáp xác nhỏ, nhưng có một con cá hồi vân ở Canada đã ăn tới 20 con chuột trù, một loài động vật nhỏ trên cạn. Theo nghĩa đen là nó đã nhổ nhét chuột vào miệng đó mọi người. Không ai biết vì sao nó làm được như vậy, nhưng các nhà sinh vật học nghĩ rằng chuột trù có thể đã ở trên một hòn đảo bị chìm và cá hồi tận dụng cơ hội đó để, bạn biết đấy, làm một bữa buffet. Dù sao thì cũng có những loài cá nước ngọt khác thỉnh thoảng cũng ăn loài gặm nhấm nhỏ khi những con mồi đó tình cờ rơi xuống nước. Vậy nên, chuyện những con cá hồi ẩn nấp dọc bờ biển có thể chỉ là lời đồn thôi. Có thể bạn sẽ hỏi, còn loài mummy shark thì sao? Nhưng nếu bạn chưa nghe về chúng thì làm sao bạn có thể hỏi được? Mummy shark là một loài cá đẻ trứng, về cơ bản nó có thể sống ở mọi nơi. Chúng ta có cá nước ngọt và cá nước mặn, cả hai đều không thể sống ngoài vùng lãnh thổ của chúng. Nhưng mummy shark thỏa điều kiện của cả hai, thậm chí còn hơn thế nữa. Chúng có thể trèo lên bờ và vùi mình trong một đống bùn để chờ mùa đông lạnh lẽo đi qua. Và tất nhiên, nếu chúng tìm thấy một số côn trùng trên đất liền thì lại càng tốt. Nhân tiện, mummy shark cũng là loài cá đầu tiên thành công bay vào vũ trụ vào năm 1973 và trở về an toàn. Danh sách này sẽ không hoàn chỉnh nếu thiếu loài granian độc đáo. Chúng là loài cá nam California nhưng có thể tìm thấy ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Chúng cũng nhảy lên bờ nhiều lần trong năm nhưng vì lý do hoàn toàn khác. Vào mùa giao phối, cá granian chạy theo thủy triều lên và nhảy vào vùng cát ẩm để giao phối và đẻ trứng. Chúng phải làm nhanh trước khi bị kéo xuống khi thủy triều rút, vậy nên có rất ít thời gian cho sự lãng mạn. Những con cá granian này nhảy múa bằng đuôi trong cát để đào hố cho trứng, trong khi còn được luồn lách xung quanh. Vào những đêm đông đúc nhất, cả bờ biển hoàn toàn được bao phủ bởi những con cá giao phối với nhau. Không có gì ngạc nhiên khi cảnh cá granian chạy lên bờ đã khiến nơi đó trở thành địa điểm thu hút khách du lịch chính trong khu vực cả. Này, nếu bạn đã học được điều gì mới hôm nay thì hãy cho video này một like và chia sẻ cho bạn bè mình ngay nào. Và đây là một vài video hay ho khác dành cho bạn. Hãy chọn video trái hoặc phải, nhấn vào đó và thưởng thức. Luôn đồng hành với Soi Sáng nhé!